đổi lấy 1 triệu cho một trải nghiệm vào cuối tuần tại không gian view biển, phòng rộng đầy đủ tiện nghi lại còn dễ thương nữa. Hoa quả chào mừng chiêu chiêu thả diều cắm trại, tôi đến thì quẩy hết mình với festival, quan trọng là miễn phí vé vào cửa nữa luôn, bạn có đồng ý không? Mình là Hoa hậu vỉa hè và các bạn đang ở Citadines Marina Hạ Long. Người người nhà nhà thì đi healing nhưng mà tiền đâu để bỏ việc để đi healing ấy thì người ta không có nói. Thì đấy, sự kiện chào hè miễn phí vé vào cửa luôn và sẽ gặp được cả chị Tiên Tiên này, Phúc Du này và ca sĩ Ngô Lan Hương nữa. Nhưng mà vì là sự kiện mùa hè này không có booking mình cho nên là chơi lớn đi. Mình review Citadines một tí nhá, xem có cái gì hay ho không, biết đâu Citadines sẽ lại booking lần tới. Ngay trong khu đô thị vịnh biển của Hạ Long Marina thì có Intercontinental Hạ Long Bay Resort, Sailing Club Signature Resort. Nhưng mà tụi mình chọn khách sạn Citadines là dễ thở nhất nhất rồi. Từ khách sạn đi ra thả diều hay là nghe nhạc là cũng chỉ cần đi bộ một xíu thôi. Có hoa quả luôn này, xinh nhỏ. Đây đi vào trong này bọn mình là sẽ ở hai người lớn. Xinh quá. Mọi người biết không, đây là cuối tuần nhá, mà giá chỉ khoảng tầm 3 triệu thôi, mọi người hai người. Và nếu mà cần thì sẽ thuê thêm một cái giường phụ nữa là ba người ở cũng được. Xinh quá. Ê, cái này lấy về được không? Nó là cái khăn. Ui, xinh quá. Lần đầu tiên mà kiểu đi một đến khách sạn nào mà họ lại trang trí kiểu tỉ mẩn như thế này luôn ấy. Tính ra nếu mà cuối tuần như thế này tầm 1 triệu một người nhở? Vừa phải. Nè, quan trọng là cái view mọi người ơi, nhìn này, lộng gió luôn. Quan trọng là cái view nhìn ra biển luôn này. Căn một ngủ hai người có 3 triệu thôi mà đấy là cuối tuần. Trời ơi. Xong rồi giờ mình sẽ đi thay đồ đi chơi, đi qua phòng của anh chị mình là 4 người lớn 4 trẻ con. Được tận 2 phòng ngủ cơ, phòng khách thì siêu siêu rộng luôn, ôm trọn view biển nhá. Cả hai phòng đều chọn view biển ý, là 5 cụ. Nên là đi đông là sẽ hời nhất rồi. Thêm một người ở chung thì thêm 800 ngàn là có thêm cái giường phụ nữa. Đấy, mọi người thử chia ra đi, chả là một người có tầm hơn củ là ngon nghẻ à. Lễ hội diều ở dưới kia kìa mọi người. Đó. Đây mới gọi là đi healing này, về sẽ có động lực để working hard, making money. Nếu cái view này là chưa đủ để mọi người check in ý, thì đây, lên trên tầng 30 có quán bar On The Rock nha. Ăn hương ăn hoa thôi nên là mình gọi đồ như thế này là 450 cho 4 người. Một bình trà, một set bao loại xúc xích với cả là cái này là mình xem là bánh khoai tây kiểu Indonesia. Mặc dù đã ăn chưa no rồi nhưng mà ngon. Cuối tuần mà trên bar cũng vắng người lắm nên là mọi người đổ xô đi xem diều khổng lồ ngoài kia hết rồi, là càng tốt càng vắng mà càng chill. À nhưng mà nhà nào có trẻ con ấy mà muốn tham gia làm diều thì nhớ ra biển trước 4-5 giờ chiều nha. Mình lớn rồi thì chỉ chơi thả diều thôi, không cần làm. Buổi tối là những con diều khổng lồ này sẽ lên đèn đấy, đẹp chưa? Như buổi chiều ngày hôm nay thì ban tổ chức đã phát đến 1.500 con diều rồi và hoàn toàn là miễn phí luôn. Thế nên là mọi người đến đây thì nhớ đến sớm nhá, xong rồi là lấy diều của mình nhá. Biết là đi healing đấy, nhưng mà cứ phải lồng lộn xinh đẹp vào nhớ, biết đâu lại bị tóm lên trên màn LED này cho hàng trăm con người cùng ngắm mọi người đấy. Sự kiện chào hè của Hạ Long Marina này, thấy bảo là cứ đầu tháng là lại tổ chức mấy ngày đấy. Ngày mà mọi người xem được clip này thì festival kết thúc rồi. Cứ xem hết video này để lấy kinh nghiệm đi, chuẩn bị cho đợt đầu tháng 7 nha. Lần này tụi mình tới là vì chị Tiên Tiên và anh Phúc Du bánh mì. Tháng sau để xem là ai hát, nếu mà ok thì chúng mình cùng nhau hẹn hò đây nhá. Tổng thiệt hại cho mỗi đứa tụi mình là 2 củ cho 2 ngày tận hưởng như thế này. Đấy là tính cả tiền xe rồi tiền ăn uống các kiểu đấy nhá. Theo mọi người là có xứng đáng không?